Hello mọi người, hiện tại How are you, Râu? How are you? Welcome back to my channel. Làm đi, 2, 3. How are you? Welcome back to my channel. Đang đi đâu nhở? Hôm nay tụi mình có một chuyến đi chơi nhẹ và đi Đà Lạt. Gồm 4 thành viên nằm ở giường cung điện. Đi lên bằng xe cung điện mắc lắm nha, cỡ là business class ở trên máy bay á. Thôi nhẹ nhẽo gì sao? Thành phố nào nhớ không em, nơi chúng mình tìm hồn em đêm. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh co quyền đông thông già. Chiều đàn tay nghe nắng chan hòa, nắng hôn nhẹ làm hồng môi em. Mắt em buồn trong sương chiều, anh thấy đẹp hơn. Không quay nữa. Đây, giờ review về xe thì đang đi xe của thương hiệu Bưởi năm rồi. Yeah, xe bắn rồi. Đó, xe này là dạng VIP nhất luôn rồi phải không? Đúng rồi. VIP nhất. Bé lắm. Còn mày biết là business phải đi máy bay mày được business class còn chưa được vậy. Đồ có giường có đèn mình để là gọi. Bấm số. Nè lên đó nè nè Châu ta giao rồi lên đó đến nào tách. Tách ra để làm chó. Tách ra vậy? Tự nhiên bạn đều cái đứa nào tách ra để làm chó. Con Châu nè. Nãy cứ lên xe chịu. À biết má ơi, đi đó. Taxi. Thời gian là vàng bạc luôn. Xong cuối cùng bắt taxi lên nha. Để mà xe lên về đi. Không. Anh taxi ơi, anh taxi à. Taxi luôn rồi. Không có đóng mình đâu. An Sơn. Từ lúc với anh có dầm trò bự bự phường 4 và Bắc. Đi vô quân đội luôn hả? Thấy sai tên gì? The Loop. L-O-O-B. 1 trên 10 anh Sơn hả? Dạ không có ghi nhờ. Ghi số bao nhiêu anh Sơn? Nó chỉ ghi là đường An Sơn. Ê mày, con nhớ là quay vlog mình nãy giờ tao tưởng nó quay kiểu mà. Dạ đúng rồi. Mấy người trên truyền hình quay. Quay gọi là gì? Quay phía sổ. Có số điện thoại của nó không? Có. Có thì rồi. Dạ rồi. Gọi nó chỉ đường không anh? Gọi cái hỏi số máy. Nó chỉ dạ, vâng. Cần nói cho khu nào của anh Sơn anh biết à? Vâng. Rồi. Anh nắm phết. Nó quay cái. Ủa mày gì vậy? Nó quay cái sự á, cái sự của đài VTV. Trò chuyện với anh với chị đó cũng là một chữ An Sơn không? Đền An Sơn. Đền An Sơn. Nó chỉ khác nhau vào chữ đền. Đền và chữ đường. Vâng. Em hiểu rồi. Rồi cái gì mà rồi? Chứ là gì rồi anh? Rồi. Em học tiếng Việt là chữ rồi hay là chữ rồi? Em người Việt Nam nó chữ rồi. Rồi. Thế mà em biết sao? Em đi thi chữ rồi à? Rồi. Xong rồi. Nhớ giống quay cái sự VTV không? Những thước phim thi vượt khó. Những thước phim vượt khó. Những thước phim mang giá trị tính lịch sử văn hóa để cho chúng ta của loài người. Của loài người khi xuất hiện tại một thành phố hoa lệ. Một thành phố của những thành phố mộng mơ. Thành phố của những Bí đỡ là thời gian miêu tả xong rồi cái đứng thành ngày khúc đó. Đây lần cuối cùng đi chụp hình trong năm 2013. Rồi vậy là mày sẽ thấy sự thay đổi của Đà Lạt. Cuối năm 2012. Nãy mày miêu tả là thành phố mộng mơ đúng không? Thành phố mộng mơ, thành phố của những chiếc homestay. Chúng ta đã đến trong nhà trọ rẻ tiền ở Đà Lạt. Khu nhà trọ hình vòng cung. Ê, hoa gì? Lavender. Phải không? Cẩm tú cầu. Cẩm tú cầu. Này lavender phải không? Là phải. Rồi, lavender đó. Dễ thương quá Ami ơi. Trời ơi, gió thổi lồng lộn. Lồng lộn á. Gió thổi lồng lộn. Kìa Châu ơi.
Trời ơi, Tú nè, Tú ra đây nè, Tú ngồi. Khóc hả má? Tú ngắm hoàng hôn. Nhớ về thời thơ ấu 6 năm trước của Tú. 6 năm trước chưa có khu nhà trọ này mày. Ơi sáng sớm mày ồn ào quá, mấy người ta ra đây đánh chết luôn. Xong luôn, không có cho khăn đâu. Đây mẹ. Đây nè. Ở đây là khách nhà trọ. Ở gì á, bảo vệ môi trường. Sao biết? Thì để trong cái gì á. Đây nè. Bàn chải đánh răng bamboo toothbrush. Bàn chải đánh răng thay che 100. Ủa mình Tối sáng đánh răng chưa? Chưa. Tao đi từ xe xuống thì làm sao đánh răng, mày đánh răng chưa? Chưa, nhưng mà tao không có nói miệng mạnh miệng như vậy. Ê, tự nhiên cái sao họ nguyên đám đang đứng, nó qua nó đánh chết. View gì? View đòi. Mỗi lần muốn nhắm đòi thì làm sao Tốt? Leo lên. Anh bắt em đi. Bắt em đi. Đây, view đò, trời đẹp quá mọi người ơi. 3 triệu cái chuông mà cho. Hello em. Hello anh. Nhà mình Tú đối diện đúng không? Dạ. Đó, khu quá đang xây. Ôi vậy. Ừ, đang quy hoạch đó, lên đất công nghiệp. Mua nhiều. 3 triệu mét vuông. Ủa gì vậy? Đó cũng tầm 1000 mét vuông chứ nhiều đâu. Sao mà thấy Lâm đi lóc than khổ, than nghèo, than khóc, y tè hết mà. Thầy mới hỏi chị đó, chị nói 3 triệu mét vuông sao biết. Thì tưởng tượng đi, nhà mình đi tưởng tượng đó. Bỏ thêm nhiêu tiền cho lại cái anh công nghiệp. Không biết, hầu như là 200 nghìn gì đó. Chứ, có tụ cầu tụ, không, đó, ế sang lắm mày. Để chân lên, để mày để chân lên được đó trên kia không? Ban công sáng nha ngồi. Cái tài giấy của ban công. Băng cu ni. Đẹp mà, trời ơi, chất, ê chất lắm á. Kiểu này đi quay quảng cáo được á. Ê có cầu tuột. Thế đó bị chơi với bồ mới hợp. Cái này mày nhảy làm giống như Arian Ande. Dẹo cột sống. Dẹo cột sống. Thôi đánh găng đi Tú, chứ nãy giờ mày nói chuyện tụi tao cũng ngại lắm á. 1000 years later. Ê, cái này giống hồi kỳ mày đi Đà Lạt mày chụp hình làm tóc này nè Tú. Có mày phải tìm cái tóc đó, mày chụp chung với lại chị Trang đó. Hả, mình cột lên mình ra đường mới sexy á Tú. Trời đúng kiểu sexy Tú nè. Trời ơi dễ thương quá, dễ thương chưa? Trời lắc qua lắc lại đồ. Gì vậy? Trời gu xề quá nè. Nói chung là có xe cho má. Có rồi. Có dưới rồi hả? Có rồi, đang để dưới. Hai con này sao có tới ngày mặc đồ đen hoài vậy? Ồ, cuộc sống nó chán chề. Cái tóc mình nó chán chề. Trời ơi, còn con quỷ này nó đánh cái môi của nó còn hơn cái mắt kính của nó luôn á, thiệt á. Giờ anh phải vô nè. 1, 2, 3. Hello honey, how are you? Welcome back to my channel. Chào tất cả mọi người, hiện tại mình đang có mặt tại Đà Lạt. Bé lên. Mình đang có mặt tại Đà Lạt. Mình vừa mới đáp chuyến xe bus và đến đây vào lúc 7 giờ sáng. Và hiện tại mình đang có mặt tại bánh mì xíu mại. Bé lên. Đây mọi người, đây là xíu mại bé Linh. Một chén xíu mại như vậy là 16.000. Chén này đẹp hơn nè mọi người. Chén xíu mại 16.000 chấm với ổ bánh mì. Tao đang nói không có bôi. Một chén xíu mại 16.000 nha mọi người. Ổ bánh mì 2.000 một ổ nha mọi người. 2.000 ổ gì ơi? 2.000 đó. Thì đây là sữa đậu nành bò. 7.000. Bữa ăn sáng 35.000 mọi người, ăn 35.000 bé lên, bé lên 35. Rồi rồi rồi, ăn luôn mọi người ơi. Rồi em ăn thử, em review cho chị nè, ăn nè, 2-3 nè. Cái miệng mình duyên dáng mình ăn như thế nào nè. Cái miệng mình ăn quý tộc coi Đà Lạt. Chưa cái mở ra nè. Đà Lạt rồi đi theo style France. Rồi. Thấy ghê quá, cái tờ tay nhìn đến style ngu ngục. Đỡ không? Chết rồi. Có hàng giấy không? Ngựa. Một con ngựa. Một bánh mì. Để ăn thử nha. Đây là món nổi tiếng ở đây lắm hả? Nổi tiếng nhất Đà Lạt. Nổi tiếng nhất Đà Lạt luôn. Cô hồi đó bán ngoài đường, xong giờ cô xây 2 căn nhà mọi người. Cô nói hay mày nói? Trời. Tao làm tao nói giỡn không? Hồi xưa bán ngoài đó đúng không? Xây 2 căn nhà. Thì ăn thì giống như là bánh mì chấm xíu mại thôi.
này giống như bánh mì chấm nước lèo á. Ừ. Chỉ có điều là ở trên Đà Lạt nó mát mát, lạnh lạnh, nó tươi tươi. Cái cùng xíu mại này tao nói là phải đi bao nhiêu cây số, mấy ngàn cây số ở đây vậy? 321 cây số. 321 cây số từ thành phố Hồ Chí Minh, thành phố mang tên bác đến thành phố Đà Lạt mang tên những đồi hoa sim. Những đồi hoa sim ôi, những đồi hoa sim. Ủa mà ăn nãy giờ ông review ngon hay dở vậy bà nội? Cái thịt này ăn giống thịt heo quá hả? Nó là thịt heo đó. Hả? Thì nói chung là cũng ngon đó mọi người, cũng rẻ, ngon rẻ đó, đến ăn thôi. 35 ngàn mà rẻ gì má. Ờ ha. Cũng rẻ hả? 35 ngàn dưới Sài Gòn mày ăn được tô phở đó. Tô phở có nước không mà còn xương nè. Hai con này nè. Ê mà tao thấy thường thường cái màu cam với mình màu cam. Đúng rồi. Ở đây thì nó để sa tế vô, nếu mày muốn màu cam thì mày bỏ sa tế vô. Sứ mạng màu cam là sứ mạng tao bỏ màu. Đúng không? Đúng rồi. Màu cam không? Kêu. Cái là cà chua. Cà kêu cà chua hả? Còn này là sứ mạng gì? Thịt không hả? Nó ngon cái gì vậy? Chị Dũng chưa hiểu ra. Rất nữa. Không dở mà ngon mà cũng không có xuất sắc lắm. Mọi thứ ở Việt Nam mình làm cân bằng mọi người. Đi một lúc là phải hai trứng vậy nè. Thấy không? Ây da. Rớt được rồi. Giải phóng. Cái hộp. Mày thấy cái thay hộp này nhìn cho biết. Cái to quá nè. Út nước té. Ừ tao hố quán này không chỉ ai hết nha mấy cái quán này. Đây nè, đây mới là khu Hồng Kông nè mẹ ơi. Đó, ở đây nhìn thấy hộp rồi. Nó cũ luôn nó. Châu rồi giới thiệu review đây không? Bên đó là chợ Anh Phủ ngày xưa. Mọi người biết chợ Anh Phủ không? Không biết thì Google nha. Ấy, xe con Hồng Phú chị kia kìa. Không thấy mà chụp đẹp nè. Ừ. Giờ đi xuống dưới đây em chụp đây, chụp xuống. Chụp gì đó nè. Chụp cái nước rồi đó. Mình đang ở trong chợ Đà Lạt nha mọi người. Đâu coi cái góc, coi góc sao mà cứ đẹp đâu. Ấy là nó chỉ là một cái đó. Đâu trời giống phim ma luôn. Đứa chú coi đó, đúng rồi cái góc phải đẹp đó. Đó ông em nhìn xuống không, cái ông ở hồng còn không chịu anh kia kìa. Em nên em chụp. Bây giờ mình đang đi đến một cái khu quán ăn, đừng đi đừng cho ai biết nha mọi người. Dạ nhớ nhớ bánh bèo, bánh bột lọc thương. Nó dẫn đi ăn cái gì vậy? À, ăn chè bơ hả? Kem bơ hả? Kem bơ, kem cô Phụng. Kem bơ cô Phụng. Ra đời năm 1986. Lớn tuổi hơn con nữa. Con bao nhiêu tuổi? Con hai, cô đoán thử coi. Bằng mấy hả? Bằng mấy hả? Hả? 27, 28 tuổi. 28 tuổi con. Tự bạn đang nói xúc phạm đến mấy người khác. Tao đập cái camera này quá. Tao cô hỏi tao mấy tuổi, tao kêu cô đón đi, cô nói 37 tuổi không. Thì tại mình đang ở Kembo ngon nhất chợ Đà Lạt. Kembo cô phụ. Mấy này không được nói ăn nghe nha. Ăn gà giấu. Không nói heo. Tại vì đang đông lắm người ta gọi ta ăn mà không có phải bắt đầu xếp hàng. Ồ, rồi mắt không cô mua nhà rồi nữa. Thì cô Phụng thôi. Kem bơ cô Phụng 1986 tự tìm không biết đâu đâu nha. Ánh sáng thì đẹp nè, không nói nghe nha. Không nói nghe thì nhỏ nhỏ con nói đẹp mình nghe nhỏ. Đây là kem bơ cô Phụng. Ô lộn, kem bơ cô Phụng Đà Lạt. Giấu tên nha. Đá có thiếu gì không? Đá là gì? Dừa. Thiếu cái dừa thấy. Hoặc là đậu phộng. Bào hả? Ai hiểu vô luôn. I know you so well. Cô Phụng ấy cô mà hỏi là bao nhiêu tuổi hả? Con nhiêu tuổi gì, con nhiêu tuổi rồi cô đón đi. Chắc tầm 37 hả con? Muốn từ bỏ đi kìa. Bye. Thấy gương mặt baby face này mà 37 tuổi. Béo quá. Cái bơ bé chứ muốn gì bé. Khó bán cho mày khó à, cô lấy hai trái bơ chọn vô đầu kìa. Thấy không? Mày biết trái bơ không? Nhiều khi mày nói chuyện cũng muốn bơ mày luôn. Biết tại sao không? Mày nhìn cái bơ á, cô say cái tụi mình. Nhưng mà trong cái kem á, chứ cái bơ nó hòa hợp, nó sóng gió, nó đánh nhau. Nè, mày nói
cô cầm giấy bên đây. 2, 3. Biết tìm mặt quà của mọi người. Chân ta đi đi, chân ta đi đi Hoàng. Hai đứa đi từ xa tới. Nửa lên mét. 1, 2, 3. Trời ơi, giờ ôm nhau à. Khoan. Dạ trơn quá. Bây giờ chúng tôi sẽ đi ăn bánh ướt lòng gà. Địa chỉ duy nhất không có chi nhánh. Bánh ướt lòng gà Trang. Bánh ướt lòng gà. Trứng non lòng gà. Rồi có nước mắm chị không ăn, em ăn rồi em review nè. Rồi mang nha mọi người. Rồi trong bánh ướt có cái gì? Có bánh ướt nè, bánh ướt làm bằng gì? Làm bằng gạo. Lòng. Rồi có một cái lòng nè, cái này là tim. Rồi tim có trứng non. Tim heo. Mà cái trứng tưởng của tim con gà. No. Trứng gì mà cái trứng gì mới được? Cái trứng của con gà. Có phải? Trứng non. Thì đâu phải trứng ứng. Em nói gì đâu mà. Rồi, có trộn lên ha. Rồi trộn lên. Nước mắm không? Hơi thúi hả? Thôi ơi. Muối chanh kìa, muối tiêu chanh kìa. Cái này là gì vậy quý vị? Gừng á. Đây là cháo gà, Minh Tú ăn cháo gà. Dễ gỏi. Úi cho, cái nếp cho này rất là dễ thương. Cho hồng tô. Khỏi xin thêm. Nè, ăn cái mỏ nó ngon lên nha. Ăn cái mỏ mà nó thiệt là ngon vô. Quá quay có cái mỏ thôi đó. Thôi sao, quay có cái mỏ thôi à, không có trúng mà. Sao chị ơi? Chị phục. Tối quá vậy, trúng mỏ xuống đi. Sao bạn ơi? Cái vị của nước mắm đặc biệt cái phần này, nước mắm nó phải ngon nha. Nước mắm nào cũng ngon, nó sai hết một bộ đề luôn á. Một bộ đề gì hết má, nó đánh đề thì không sai bộ đề. Nước mắm mà dở là nguyên tôi em đi bỏ mà. Đúng rồi. Thật lòng được của tôi. Chắc nước cục xương. Rồi xong bíp 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 bíp. Thầy giáo mà nói chuyện gì đó. Nhỏ này ăn là thấy không ngon. Tuyệt vời. Hai con lẻ của mình nghe. Tuyệt vời. Wonderful. Mọi người ơi, mình đang ở Đà Lạt bánh tráng chửi nha. Đó, những con bóng nó đang khép nét. Thường ngày ở nhà chửi dữ lắm mà. Chửi khách hàng. Chửi giáo viên. Đây là nguyên gì đây? Hình như phô mai bị lạ, không phải là bị... Bị lạ là bị gì mày? Thì cô nói là bị lạ thì bị biết bị lạ. Chứ giờ sao? Bánh tráng mà quay lén nha, không cô chửi đó. Cô không chửi mà cô lấy luôn cái máy cô đập mình chết. Thì nói chung là ở đây á, là mình vừa ăn vừa học. Mình vừa ăn ngon mà mình vừa học thiền nữa. Vượt qua sức chịu đựng. Nín thở. Nín thở, hít thở rồi vượt qua những chông gai cuộc sống trên đời. Nè ví dụ như con em tôi ngồi khiếm ném khúm núm lại. Sao tâm trạng em sao? Em sợ hả? Sang chứng tâm lý. Đó, hình ảnh người phụ nữ từ phía xa xa. Nghe chưa? Đừng khách vô nữa, nghe chưa? Cô bớt tâm với mọi người. Ăn đi, không phải là bánh tráng chửi nha. Cô không hề chửi. Cô bán bánh tráng rất là ngon. Nhẹ nhàng, cô chỉ hơi cọc xíu thôi. Quả 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 nhẹ xíu. Ai hiểu cô thì thông cảm cho cô nha. Mình ăn, mình vừa ăn, mình vừa thưởng thức được ngon. Mà mình vừa được học nhiều bài học trong cuộc đời. Bài học rèn luyện tâm lý. Rèn luyện nhân cách. Cái này quay gì mà ngán ngán không vậy? Quay nó cắt cái bánh pizza Việt Nam nè. Bánh pizza Việt Nam của đây là nó mày quay nó cho nó luôn một kìa. Nó có. Cô tới mẹ ơi, cô tới. Không biết gì sai cô nói. Phải tạo dáng rồi thế nào? Đúng rồi, là sẽ lấy 1/3 đó, Tú sẽ nằm 1/3 khung hình. Hình cũng phải lúc này lúc khác chứ trời. Chứ bắt hình đẹp hoài sao chịu nổi. Để Phương dán trước nha. Đó, hay hãy lên nữa không, đứng chụp nữa. Phương này tóc quay vô hơi kỳ ạ. Đó, thấy không, bắt đầu đưa cái máy vô, cái tâm vô liền. Em là nhà trợ lý gì không có lại trợ chỉnh tóc cho chị gì vậy? Đó. Trời ơi, cô tôi có tâm nhất quả đức này mọi người đó. Nó diễn thôi. Chỉnh đồ. Tóc ở trên nó đang hơi bị một cục có chuyện đâu. Hồi qua không gọi đầu phải không? Có gọi cho Sina đó. Chỉnh tóc lên rồi nè. Mà mày hiểu không? Trời mưa nó ẩm ướt, mày hiểu không? Hiểu.
đẩy càm lên tí. Tay của chị một tay hơi bị đơ, chị làm mấy tờ kiểu gì vậy? Chị kéo gì vậy? mặt chị quạo rồi, hơi sượng sượng rồi nè. Mở chu chu ra nè. Chị tạo dáng như con photographer đó thì thấy không, nó tạo dáng linh hoạt hơn chị nữa. Chị buồn quá rồi. Taxi không lợi. Hình chị cũng không đẹp. Đây nha mọi người ơi, đây là bánh canh. Bánh căng nha. Bánh căng đường Tăng Bạc Hổ. Bánh căng thì nhìn nó giống bánh thọt của mình đúng không? Ừ. Phải không? Đúng rồi, nhưng đây mà là bánh kia đó. Nó sẽ vậy đó. Đây là lòng cái gì? Lòng trắng, trứng. Đây là trứng gà, trứng cút. Người ta là chấm gì? Chấm mắm tôm hoặc mắm nước mắm. Có xíu mại, còn mình Tú ăn nước tương. Bây giờ mình sẽ chấm nước vô nước chấm như vậy nè. Mình ăn một lần đó mình phải há miệng bự nha. Ăn giống rồi, há. Trời ơi, cái miệng xuất sắc, cái miệng này là nhét ba cái bánh căn vô còn dừa nữa. Ăn vậy sao? Thì giống như bột nướng thôi phải không? Ừ. Quan trọng là nước chấm, nhưng Tú ăn nước tương thì nước chấm nó là mất hết hương vị. Kiểu như 10 điểm mà cô giáo cho bài á. Em lên trả bài lạc đề, nó chỉ còn 1 điểm thôi. Em hiểu không? Không. Hello cả nhà, hôm nay mình đang có mặt tại chợ đêm Đà Lạt. Chợ Đà Lạt là mình ăn là nhẹ nhàng, mình đi ngắm thôi nha. Ăn là mình phải trả giá nha, hơi chặt nhẹ nha. Thứ một là chặt, thứ hai là sao nè Châu? Nặng nặng nha mọi người. Nặng nặng là mình chạy về không kịp lần sau nè. Thì mình nhả, mình banh nha mọi người. Đó. Sáng mai mình đi tướng gì cũng biết. Chợ đêm là mình có gì nè, bánh tráng, nướng, có bán sữa, kem bơ, sữa. Nói chung mứt, súp cua, dâu lắc, xoài lắc, bánh bông, bánh hoa. Tháng 10 nó là sẽ có hồng giờ, mà hồng giờ là đặc sản của Đà Lạt. Đó, thế hồng giờ bên kia đó, người ta đang góp. Nhưng mày biết trả giá không? Mày muốn trả giá người ta chặt mày chém bạc. Thì mình đặt. Cái mặt này của mình là tự nhiên, mọi người đừng hỏi nha, mình không hề đánh má hồng nha. Tự nhiên cái lớp chung luôn nha mọi người. Không hề nha, sự thì còn lên cái trời lạnh là má nó tự hồng. Môi nó tự ẩn đỏ luôn. Bởi vậy đi Đà Lạt là sướng là vậy. Trời đó. Trái bơ nhìn ngon quá ha, dâu nhìn ngon quá ha. Nhưng mà không biết trả giá thôi, đừng vô quay, không mua người ta chửi chết luôn. Bốn chén nữa, bốn chén đi chị. Nói đâu chị? Thôi ngồi lại đi, lát cũng về thay đồ. Thôi khác quá cái nó ăn. Tỷ lệ là 1 mét vuông cho 4 người. Đào hổ đi. Lại la Cảm giác thế nào? Lâu lắm cảm giác thử thôi chàng chị. Mà thiếu gừng không? Có gừng nhưng mà không có khác gừng không? Ăn gì mà mặt nhăn vờ lờ đó. Đậu hũ quá. Giống đậu hũ quá hả? Thơm mùi đậu hũ. Gắp muối lên mọi người. Đậu hũ luôn á chị. Mà nó mềm như đậu hũ luôn. Ăn là nó mềm mà nó nhẹn. Food blogger. Mà ăn vô mà giống như là hả? Cái ngày đầu tiên mà mình bước được một mùi hương, mình đập bò và nuôi một bước luôn. Nó mềm mịn lắm. Mềm mịn lắm. Em ơi đậu hũ với trang. Em ơi ăn đậu hũ không? Đi người đi em, lấy người vậy. Ăn đồ ôm kia, xuống kia cho mua. Giờ chị trả tiền cho em không? Chị không trả tiền em không mời giùm chị nữa. Bên đầy á, mày đứng chứng má. Tomorrow. Kêu dậy không dậy, không quỷ nữa. Dậy đi. Sáng các bạn nên uống nước nghe các bạn.